Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với channel của Mea Share. Và đây là một channel mình sẽ dành thời gian để có thể chia sẻ cho các bạn về phát triển bản thân trong thời đại số và kinh doanh tự do của mình là Maya. Video hôm nay thì mình sẽ tập trung hướng dẫn cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân của mình trong cái việc tự học. Tại vì cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình, hay là mình nghiên cứu ở trên Google ấy, hoặc là ở trên YouTube luôn, thì các bạn tìm về cái cách tự học rất là nhiều. Và mình phát hiện ra là đúng, trong cái thời đại này nếu như mà mình không biết cách để mà mình có thể tự học thật là tốt, hoặc là tự trau dồi phát triển bản thân mình thật là tốt, thì có thể là thời đại nó có thể bỏ mình đi rất là xa luôn. Tại vì trong cái nền tảng số nha, những cái công cụ mới, hay là những cái phương thức kiếm tiền mới, thậm chí là những cái phương thức để các bạn có thể đạt được một sự nghiệp trong cái thời đại này á, nó liên tục được thay đổi mỗi ngày luôn. Cho nên là tự học nó trở thành một cái kỹ năng cực kỳ là quan trọng để chúng ta có thể bắt kịp với cái thời đại này. Và ok, mình hy vọng là những cái kinh nghiệm nhỏ này của mình ít nhất nó sẽ hữu ích cho các bạn, hoặc là giúp cho các bạn có thêm những cái tài liệu, tài nguyên để các bạn tham khảo trong quá trình mà các bạn phát triển bản thân trong thời đại số nha. Trước khi bắt đầu video thì chắc là cho mình quảng cáo tí xíu đi. Hiện tại là mình đang có một cái cộng đồng, nó tên là VNC, hay còn được gọi là VN Quỹ Entrepreneur đó. Các bạn chỉ cần truy cập vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả, thì khi vào cái đường link đó các bạn chỉ cần để là email thôi, thì các bạn sẽ nhận được một cái tấm bản đồ 20.000 chữ của mình trong cái lĩnh vực là xây dựng thương hiệu cá nhân, và cũng như là phát triển theo cái mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung. Và ngoài ra thì mình còn gửi cho các bạn 3 cái bức thư hữu ích để giúp cho các bạn bắt đầu biết cách để các bạn có thể xây kênh và phát triển được cái kênh của mình để tạo ra một cái dòng tiền bền vững từ các nền tảng mạng xã hội. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại nội dung chính của video, nhưng mà trước hết mình sẽ cùng nói với nhau là tại sao cái việc tự học nó lại quan trọng. Cái này là cái kinh nghiệm của mình nha, và cái góc nhìn cá nhân của mình nha, chứ nó không có mang cái màu sắc là mình đã có nghiên cứu gì đó nó quá là kỹ. Tuy nhiên là các bạn có thể coi cái kinh nghiệm chủ quan này như là một cái tham khảo đi. Thì bản thân mình thấy là hiện tại nha, khi mà internet nó phát triển thì cái số lượng thông tin nó rất là khủng khiếp và nó rất là nhiều, đúng không? Thế thì bây giờ người nhà người ta đều được tiếp cận với rất là nhiều thông tin, rất là nhiều những chi kiến, những cái sự hiểu biết, những cái tri thức, và cái level của người ta đang ở cái tầm ngày càng đi lên. Và nếu như mà bản thân mình đi ra với thị trường, bản thân mình đi làm, bản thân mình đi kiếm tiền, bản thân mình đi kinh doanh chẳng hạn là như vậy, nhưng mình không có đủ thông tin, mình không có đủ sự hiểu biết, thì chắc chắn mình không đủ giá trị để có thể trao đổi với người khác. Mà mình thấy nha, cái chuyện kiếm tiền á, hoặc là cái chuyện đi làm á, nhìn chung nó chỉ đơn thuần là cái chuyện trao đổi giá trị thôi. Có nghĩa là bạn có cái tri thức gì, bạn có cái kỹ năng gì, bạn có cái sự hiểu biết gì, thì bạn có thể bán cái đó để các bạn có thể đi làm cho một công ty, bạn bán thời gian và chất xám của các bạn, đúng không? Hay thậm chí là các bạn có thể kinh doanh, bán hàng một cái gì đó, thì nó cũng cần những cái kiến thức của các nền tảng mạng xã hội, hay là những cái kỹ năng về sáng tạo nội dung, kỹ năng về làm quảng cáo, kỹ năng về marketing, hay là copy coding chẳng hạn là như vậy. Các bạn cần rất là nhiều thông tin. Cho nên nếu như mà mình thiếu thông tin, hoặc là mình thiếu cái kỹ năng, thiếu cái tri thức, thiếu cái sự hiểu biết, thì chắc chắn là mình sẽ cực kỳ thiệt thòi luôn. Nhưng ngày xưa thấy cái chuyện đi học á, thì mình phải đi học qua trường lớp, đúng không? Có nghĩa là mình giống như ngày xưa mình đi học thì mình đi học phổ thông, sau đó thì mình đi học đại học chẳng hạn là như vậy. Các bạn cứ nghĩ là đi học thì phải cần có thầy cô, phải cần có hệ chính quy gì đó để giúp cho các bạn có thể học được. Có điều là nếu như trong cái thời đại này với một cái số lượng thông tin khổng lồ vậy mà các bạn đi học chính quy hết á, thì chắc chắn là các bạn phải học đâu đó tầm khoảng 20-30 năm luôn, hoặc là các bạn cần phải trả một số tiền rất là lớn luôn. Chuyện đó nó rất là vô nghĩa. Cho nên là nó đòi hỏi các bạn phải có cái năng lực để mà tự học thật là tốt. Và khi mà các bạn tự học được thì các bạn mới có thể tự do trong cái việc là bạn update thêm cái năng lực của bản thân liên tục. Và mình thấy chuyện học nó là chuyện cả đời nha. Có nghĩa là mình sẵn sàng rồi, mình chấp nhận cái việc là bây giờ mình có thể học đến năm 60 tuổi, hoặc là học đến năm khi nào mình sắp đi xuống ở dưới thì thôi. Thì tại vì khi mà mình có được cái chi kiến á, thì chắc chắn là mình mới có được những thứ mà mình rất là cảm thấy cái thứ đó quan trọng với mình, đó là cái sự tự do. Nếu như mình không có hiểu biết thì không thể nào mình tự do được, đó là mình nói thiệt luôn. Cho nên là cái kỹ năng này thực sự nó là một kỹ năng mình đánh giá là nó cực kỳ quan trọng, và bất cứ ai cũng nên có kỹ năng này. Thậm chí là các bạn xem video này, nếu như mà nếu như mà các anh chị nào xem video này, các anh chị từ 50-60 tuổi á, thì thậm chí là các anh chị cũng có thể tham khảo tí xíu về cái việc là bọn trẻ tụi em tự học như thế nào và làm sao để mình tự học tốt hơn. Tại vì em thấy là cái độ tuổi nó không quan trọng. Em từng có những cái người ở trong cộng đồng của em, ví dụ như là cô Trần Bích Nga đi, ở trong cộng đồng của em cô 68 tuổi rồi nhưng vẫn tự học rất là tốt, vẫn phát triển bản thân, vẫn khởi nghiệp kinh doanh cùng với tụi em trong những cái mô hình có liên quan đến cộng đồng trả phí chẳng hạn là như vậy. Cái đó thì em nói sao, nhưng tóm lại là em thấy dù ở độ tuổi nào thì cũng có thể học được cái kỹ năng cho cái việc tự học để mình có thể phát triển bản thân của mình và bắt kịp được với cái thời đại số này. Đó là cái quan điểm của em và quan điểm của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tới một cái phần quan trọng nhất trong cái video này là cách để có thể tự học được hiệu quả, và đây sẽ là kinh nghiệm cá nhân của mình. Thì trước khi mà mình đi sâu về hướng dẫn hoặc là chia sẻ kinh nghiệm của mình thì mình có một cái câu của Hồ Chí Minh hay là Bác Hồ vĩ đại của chúng ta. Thì cái câu này được đăng trong Tuyên báo Nhân dân và câu này là một câu mình cảm thấy cực kỳ tâm đắc luôn. Đó là thực hành sinh ra hiểu biết hướng tới lý luận và lý luận lãnh đạo thực hành. Thì cái câu này là một câu mà gần đây nha, có một cái podcast của anh Nguyễn Thành Nam trong cái kênh là Người Trong Môn Nghề á, thì anh Nguyễn Thành Nam có nhắc lại cái câu này. Mình nhắc lại thêm một lần nữa nha, là thực hành sinh ra hiểu biết tiến tới lý luận lãnh đạo thực hành. Thiệt sự mà nói luôn, đây là một câu rất là hay các bạn, và câu này nó cũng chính là đại diện cho cái phương pháp tự học của cái thời đại này và kể cả thời đại trước đó rất là lâu rồi. Trời ơi, thời điểm rất nhiều năm trước Bác Hồ đã nói về cái việc này rồi. Cái này là một điều rất là đỉnh các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phân tích, trước hết là phân tích cái câu này cho các bạn trước nha. Thực hành sinh ra hiểu biết tiến tới lý luận lãnh đạo thực hành. Giả sử như các bạn đã xác định là các bạn học một cái kỹ năng đi, ví dụ là kỹ năng copy coding. Hôm trước mình có làm những cái video về những cái kỹ năng thu nhập cao thì mình thấy là kỹ năng copy coding là rất quan trọng để mà có thể tạo được cái thu nhập từ vài ngàn đô, thậm chí là 50.000 đô một tháng luôn. Thì ví dụ trong trường hợp là các bạn giả định các bạn học cái kỹ năng này thì các bạn xác định là mình cần phải thực hành trước, đúng không? Các bạn cần phải thực hành cái kỹ năng này trước. Thì để mà thực hành được á, thì thông thường các bạn sẽ đi tìm một cái nguyên lý, đi tìm một cái nguyên tắc. Các bạn sẽ lên trên YouTube, các bạn sẽ có thể search những cái từ giống như là copy coding là gì, hoặc là hướng dẫn copy coding, để các bạn nghe những cái nguyên lý, những nguyên tắc của người khác. Sau đó các bạn bắt đầu thực hành. Thì khi các bạn thực hành đủ nhiều một thời gian nha, đủ nhiều á, thì các bạn sẽ bắt đầu sinh ra được cái chi kiến về cái kỹ năng copy coding này. Các bạn sẽ bắt đầu hiểu hơn về cái năng lực copy coding này, hiểu là các bạn cần phải đặt câu tiêu đề làm sao, hiểu là các bạn cần phải viết ngắn hay viết dài, hiểu là các bạn cần phải phân tích TA rồi cái người xem cái lá thư bán hàng của bạn chẳng hạn là như vậy đi. Phải hiểu được trước đã, rồi các bạn bắt đầu mới suy ngẫm và thiết lập lại những cái nguyên lý cho cái kỹ năng copy coding này. Có nghĩa là khi mà các bạn tiếp tục làm ra nhiều cái lá thư bán hàng khác hoặc là viết nhiều cái câu tiêu đề khác thì các bạn đóng gói lại cái nguyên lý để các bạn áp dụng cái nguyên lý đó cho cái việc làm cái kỹ năng này hoặc là áp dụng cái kỹ năng này. Thì dần dần nha, các bạn sẽ bắt đầu có thể có một cái mình gọi là trực giác chuyên gia. Có nghĩa là khi mà cái nguyên lý được thực hành quá lâu, một cái khoảng thời gian nhiều liên tục thì các bạn sẽ có một cái trực giác. Có nghĩa là khi mà các bạn làm đụng tới cái việc đó thì các bạn sẽ bật ra, các bạn trực giác, các bạn bật ra, các bạn tự làm được luôn, các bạn làm rất là tốt. Cho đến bây giờ nha, là cái việc làm video này của mình này, hay là cái việc mình viết email marketing, hoặc là mình viết những cái câu tiêu đề, hoặc là mình lên cái ý tưởng cho những cái nội dung quảng cáo chẳng hạn như vậy đi, thì những cái hành động của mình nó đều phát sinh ra từ trực giác hết. Và để có được cái trực giác chuyên gia này á, thì bản thân trước đó mình đã bắt đầu thực hành, mình bắt đầu đóng gói là những cái nguyên lý, những cái kinh nghiệm, và mình có thể áp dụng những nguyên lý đó, làm liên tục nó sinh ra cái trực giác. Thì cái việc này nó quay lại đúng cái câu nói đó là thực hành nó sinh ra hiểu biết nó phải tiến tới lý luận nó chỉ là những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý. Khi mà các bạn làm cái việc gì đó phải đóng gói lại nguyên tắc nguyên lý đó, thì chính cái nguyên tắc nguyên lý đó nó sẽ lãnh đạo được cái việc thực hành, nó sẽ dẫn dắt cái việc thực hành một cách tốt nhất. Thế thì ngay cả cái việc tự học này nha, nó cũng có thể đóng gói lại thành những nguyên lý. Thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn những cái nguyên lý để các bạn thực hành cái việc tự học nè. Đối với mình, khi mà mình tự học á, mình sẽ có một cái lộ trình cụ thể. Lộ trình đầu tiên, bước số 1 là cần phải xác định được cái mục tiêu và kế hoạch, đúng không? Cái phần này là trong phần chuẩn bị mình có nói rồi, xác định cái kế hoạch cụ thể và xác định được cái mục tiêu cho việc học của các bạn. Rồi bước số 2 là các bạn bắt đầu đi tìm những cái người mentor hoặc là đi tìm những cái thông tin cho cái lĩnh vực mà các bạn muốn học. Các bạn có thể tìm nó ở trên rất là nhiều những cái nền tảng số như là Google, như là YouTube, như là các cộng đồng, như là ở trên Facebook vân vân. Đi tìm những thông tin trước đã, sau đó các bạn đi tìm những cái gì mà mang tính nguyên lý, mang tính nguyên tắc hoặc là mang tính lý luận thì các bạn bắt đầu áp dụng thử, các bạn thực hành. Khi mà các bạn thực hành thì các bạn có hai việc các bạn nên làm. Việc đầu tiên là các bạn cần phải phân tích lại xem là những cái mình đã làm thông qua việc thực hành đó là đúng chưa, có cái gì nó còn khuyết điểm không, nó có gì khó khăn không. Nếu mà có khó khăn thì phải đi tìm mentor để các bạn hỏi, hoặc là đi lên trên cộng đồng để các bạn hỏi người ta để bạn giải quyết được vấn đề. Sau đó thì các bạn dần dần các bạn đóng gói lại thành những nguyên lý của các bạn, toàn là những nguyên tắc của các bạn để các bạn có thể tiếp tục cái việc phát triển và tối ưu cái kỹ năng đó hoặc là cái kiến thức đó. Cuối cùng là một điều cực kỳ quan trọng nữa, đó là để cho cái kiến thức hoặc là cái kỹ năng hoặc là cái sự hiểu biết của bạn nó thật sự là của các bạn và nó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và có giá trị hơn nha. Thì cái này mình thấy là các bạn nên làm thêm một bước nữa, đó chính là chia sẻ cái lý luận của các bạn, chia sẻ những cái sự hiểu biết của bạn. Giống như là bản thân mình nha, nói thiệt luôn, khi mà mình làm những cái video YouTube như thế này, mình làm những cái nội dung ở trên cái tệp email, có nghĩa là mình có một cái bản tin email mình hay gửi cho các bạn hàng tuần hàng ngày á, hay là mình đi tìm bạn bè của mình, những cái người đối tác của mình để mình chia sẻ lại những cái mình đã học được á, thì mình dần dần nha, mình sẽ đóng gói lại được những cái nguyên tắc, những lý luận một cách nó chặt chẽ hơn. Tại vì khi mà các bạn đóng gói á, thì các bạn tự nói với mình nhầm khi là nó sẽ không có được chặt chẽ lắm, các bạn sẽ bị tâm trí mình nó dẫn dắt, nó lừa các bạn, cho nên là các bạn nghĩ là các bạn biết, cho đến khi là các bạn thực sự cảm thấy là ứng dụng vô các bạn không ra kết quả gì cả thì mới phát hiện cái điều bạn biết nó chưa chắc nó là đúng. Cho nên là cái việc chia sẻ nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái lý luận một cách nó rõ ràng và nó có logic hơn để bạn thực sự hiểu về vấn đề. Cái thứ hai nữa là trong quá trình bạn chia sẻ, nó có một điều rất quan trọng luôn là thà là chia sẻ để người ta biết mình ngu để người ta còn dạy lại. Đó là quan điểm của mình luôn đó nha. Có nghĩa là khi mình đã chia sẻ ra, kể cả mình chia sẻ trên YouTube, nếu như các bạn cảm thấy nội dung chia sẻ của mình chưa tốt, các bạn có thể comment, các bạn có thể bình luận để nói cho mình biết là mình còn yếu điểm chỗ nào để mình có thể sửa. Tất nhiên là khi các bạn comment theo kiểu mà nó tiêu cực quá thì mình sẽ block, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà các bạn thực sự có tâm ấy, trong cái việc là hỗ trợ mình hoặc là chia sẻ những cái gì mà mình chưa thực sự biết hoặc là mình có yếu điểm thì mình sẽ rất là biết ơn các bạn luôn. Thì thậm chí là với những người khác, đến khi mà mình đi chia sẻ thì nếu như mà người ta có đàm luận lại với mình, người ta có phản biện lại với mình thì mình sẽ rất là vui để cùng thảo luận, để cùng đàm luận, để cùng phản biện với nhau, để trong quá trình đó mình sẽ thực sự hiểu sâu sắc hơn về những gì mà mình học. Cho nên mình thấy cái việc đi qua các bước và đến bước cuối cùng là mình cần phải chia sẻ lại những cái thông tin, chia sẻ lại những cái nguyên tắc mà mình đóng gói lại ở trên các nền tảng hoặc là với người quen, với người thân, với mentor của mình ấy, thì đó là một điều mình đánh giá là nó rất quan trọng và nó sẽ giúp cho việc tự học của bạn nó tốt hơn rất là nhiều luôn. Rồi, hồi nãy thì mình đã nói về cái lộ trình cho cái việc tự học của bản thân mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cho các bạn luôn. Có nghĩa là ngày xưa mình đi học cái kỹ năng xây kênh TikTok như thế nào. Thì như các bạn đã biết thì trước đó mình đã từng làm một cái video về xây kênh TikTok cách đây chắc cũng tầm khoảng 3 năm rồi. Thì cái video này bây giờ nó được gần 1 triệu lượt view rồi, 900 mấy chục ngàn đó, gần 1 triệu lượt view rồi. Có nghĩa là đây là một cái video cũng tương đối là thành công của mình. Cũng tương đối thôi nha, cũng chưa chắc là nó quá thành công, nhưng ít nhất là mình cũng có được một sự công nhận của các bạn trong cái việc là cái video đó nó thật sự hữu ích và giúp được cho một khá các bạn có thể đạt được những kết quả nhất định, đúng không? Thế thì mình đã tự học cái kỹ năng xây kênh TikTok vào 3 năm trước như thế nào. Thì trước đó nha, bước số 1 là thời điểm đó là mình đang làm cho một cái nền tảng nó có tên là KT City. Thì lúc đó mình đang làm Head of Business Development tại KT City. Thì lúc đó mình đặt một cái mục tiêu là trong năm đó mình phải học được cái kỹ năng xây kênh mới được. Thế thì trong lúc mình học nha, mình xác định mục tiêu rồi thì mình bắt đầu là đi tìm những cái nguyên lý trong việc xây kênh. Nhưng mà thời điểm đó có một cái rất là khó khăn các bạn. Có nghĩa là lúc đó TikTok nó mới thôi, chưa có bất kỳ một cái nguyên lý hoặc là một cái nguyên tắc gì đó nó quá rõ ràng trên nền tảng cả, nói thiệt luôn. Hoặc là cũng chưa có quá nhiều những cái bạn đã thực sự thành công trong việc xây kênh TikTok để có thể đóng gói lại cái kiến thức hoặc là cái kỹ năng xây dựng kênh để cho mình biết được hết. Cho nên mình bắt đầu tới việc là thôi mình thực hành luôn. mình bắt đầu xây kênh TikTok của cái công ty mình đang làm việc là KT City. Lúc đó mình xây một cái kênh, bây giờ như là nó không biết là nó còn không nữa thì mình nghĩ làm rồi, mà lúc đó mình xây được cũng khoảng tầm 60-70 ngàn follower gì đó, mình nhớ mang là vậy. Nhưng lúc đó thì mình cứ làm thôi, có nghĩa là mình lên trên đó mình bắt đầu làm những content, những cái nội dung chia sẻ về digital marketing, về MMO, về kiếm tiền online vân vân. Mình cứ làm đại, là mình cứ thấy nội dung kiểu nào đó mà nó hay nó hút hoặc là mình lên mình bắt đầu mình copy trước, mình copy những cái nội dung của những cái bạn làm ở đồ viên, hoặc là những copy những nội dung mà của những bạn làm ở YouTube, mặc dù nó là video dài nhưng mà mình làm nó ngắn lại chẳng hạn là như vậy. Thì mình cứ làm thì trong lúc mình làm mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Có những video nó ăn đề xuất, ok mình chả hiểu tại sao nó ăn đề xuất, và có những video thì nó lại không lên. Mình làm tâm huyết quá trời mà nó không lên, mình cố gắng rất nhiều nhưng nó không lên. Mình bắt đầu mình suy ngẫm, mình phân tích là tại sao video này nó không lên, còn tại sao cái video này nó lại lên view. Sau mình bắt đầu lên trên cộng đồng, mình đi hỏi và mình đi coi những kênh khác, mình bắt đầu mình đóng gói cái nguyên lý là ví dụ như kênh này có cái video này, nó có câu tiêu đề như thế này, nó có cái kiểu định dạng nội dung như thế này, nó có cái kiểu thể hiện nội dung như thế này. Mình đâu rồi mình đóng gói, mình ghi lại để mình phân tích những cái nguyên lý để nó có thể lên view là gì, rồi mình phân tích những cái nguyên lý để nó thất bại làm sao, rồi mình coi là những cái chính sách, có nghĩa là cái nào thì nó bị flop, cái nào thì nó bị TikTok cho nó khóa luôn. Mình bắt đầu đóng gói, viết lại dần nó thành một cái nguyên lý cụ thể về việc là chính sách của TikTok, rồi cái xu hướng nội dung của TikTok, rồi cái cách để mà lên concept, rồi cái lộ trình để mà xây kênh như thế nào, mình đóng gói lại hết. Sau đó mình đã có được nguyên lý rồi thì mình bắt đầu từ nguyên lý đó mình thực hành tiếp thì kênh nó bắt đầu nó hiệu quả. Rồi mình đi tới cái bước cuối cùng nè, đó là mình lên trên YouTube, mình tạo ra một cái kênh là Maya Share. Mình chia sẻ lại tất cả những cái gì mình biết về cái kênh TikTok luôn, về cái việc xây kênh TikTok luôn. Mình chia sẻ cái case study mình làm được này, rồi mình chia sẻ về cách làm, về cái concept, những cái tư duy, những cái lý luận, những nguyên tắc của mình lên trên kênh YouTube của mình. Thật ra ban đầu mình lên YouTube mình làm video đó, bản thân mình chỉ đơn thuần là muốn cái việc tự học của mình ấy nó được chia sẻ ra để mình có thể hiểu sâu hơn về những cái mình nói thôi, để mình có thể có cái cơ hội mình viết lại cái kịch bản để mình đóng gói lại cái nguyên lý của mình một cách nó rõ ràng hơn thôi. Nhưng nó cũng đạt được cái mình bất ngờ, đó là cái video đó được rất là nhiều bạn hưởng ứng. Theo điều đó mình cảm thấy rất là biết ơn và nó tạo động lực cho mình tiếp tục duy trì phát triển làm cái kênh YouTube này nó tiếp luôn. Và tất nhiên mình cũng không chỉ chia sẻ với các bạn ở trên YouTube, mình còn chia sẻ với một số những cái doanh nghiệp hoặc là một số những người bạn, những đối tác của mình về cách xây kênh như thế nào. Và dần nó là một cái kỹ năng giúp cho mình có thể tạo ra được cái thu nhập trong cái mùa dịch luôn các bạn. Và tới bây giờ từ TikTok mình phát triển ra thành những cái kênh khác, kể cả Facebook, Instagram, rồi YouTube, rồi mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung chẳng hạn là như vậy. Thì đó là toàn bộ cái quá trình của mình về cách mà mình đã tự học được, hoặc là cái cách để mình có thể có được cái sự hiểu biết của mình về một cái lĩnh vực cụ thể. Thì hy vọng là nó hữu ích cho các bạn. Tất nhiên bây giờ trước khi mình kết thúc video này thì mình cũng sẽ nói thêm về những cái lưu ý trong cái việc tự học mà quan điểm cá nhân của mình nghĩ là điều đó rất quan trọng nha. Lưu ý số 1 đó là đối với mình nha, thì mỗi người đều sẽ có những cái kênh để mà tự học khác nhau, hoặc là những cái kênh phù hợp để tìm kiếm thông tin. Có rất nhiều bạn khi mà các bạn nghĩ đến việc học, với các bạn hay nghĩ đến việc là đọc sách thì đọc sách nó sẽ tốt, đọc sách thì sẽ thành công, phải có đọc sách thì mới thành công được chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà thật sự nha các bạn, cái này là mình nói thiệt nha, không phải ai cũng phù hợp với việc đọc sách. Có những người ta đọc sách là người ta thật sự có một cái trải nghiệm tuyệt vời trong việc đọc sách. Tại vì giống như mình, hoặc là thằng bạn của mình đi, thằng đối tác, mình gọi là thằng là tại vì tụi mình chơi thân với nhau quá, nói chung là đó là co-founder của mình. Thì tụi mình đọc sách, thì trong lúc mà tụi mình đọc sách thì tụi mình dành thời gian để mình suy ngẫm về những ý trong cuốn sách nói. Tại vì thời gian đọc sách là thời gian để suy ngẫm chứ không phải là thời gian để nhớ. Mình không có dành cái việc đọc để nhớ thông tin, mà mình dành cái việc đọc để suy ngẫm về thông tin mà mình đang tiếp nhận. Và cái việc đó nó tùy người, có người hợp với việc đó, có người thì không. Còn nếu các bạn cảm thấy việc đọc để các bạn nhớ thông tin, để các bạn mở sách ra các bạn đọc, thì thực sự là nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của các bạn nó không được tốt đẹp lắm. Cho nên là nếu như cái đó nó không phù hợp với bạn thì bạn có thể tìm một cái trải nghiệm khác. Ví dụ như thậm chí là xem những cái video ở trên YouTube từ thị trường Việt Nam tới thị trường quốc tế, cũng có rất nhiều cái để các bạn có thể học được. Thì có người thì người ta phù hợp với việc xem video, đó là chuyện rất bình thường. Hoặc có người thì người ta phù hợp với việc học bằng cách là người ta cứ đi tìm một cái người mentor luôn, rồi sau đó người ta thực hành, rồi liên tục hỏi cái người mentor đó để người ta có được cái kỹ năng hoặc là cái chi kiến mà người ta cần. Cách nào cũng được, không nhất thiết là các bạn phải dập khuôn theo một cái phương pháp, theo một cái kênh thông tin để các bạn học, mà phải tìm được đâu là cái kênh mà nó phù hợp với cái cá nhân của bạn nhất và nó phù hợp với chính các bạn nhất, nó càng phù hợp và các bạn càng cảm thấy thoải mái với điều đó thì cái việc học, cái việc tiếp thu thông tin nó sẽ tốt nhất có thể được. Lưu ý thứ hai thì lúc nãy mình có nói về cái tầm quan trọng của việc thực hành, đúng không? Trong cái câu nói đó là thực hành sinh ra hiểu biết tiến tới lý luận đến ra thực hành á, thì đúng, thực hành là chuyện rất là quan trọng, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả cái việc thực hành nữa, đó chính là phân tích và đưa ra nguyên lý nha các bạn. Phân tích, cái phân tích là chính xác nhất nha, từ phân tích là từ khóa ở đây nha, có nghĩa là thực hành cũng được nhưng đừng có thực hành theo kiểu là cứ nhảy vô làm đại mà không có dành cái thời gian để mình phân tích lại những cái việc mình làm, mình cân đo đong đếm coi là cái việc này nó đã đúng hay chưa, việc này nó còn tối ưu được cái gì hay không, phải phân tích thật kỹ. Giống như lúc nãy mình đưa cái ví dụ mình học về xây kênh TikTok cho các bạn đó, thì mình lúc mà mình thực hành, mình làm kênh, mình cũng phải phân tích lại coi là tại sao cái video này nó lên view và tại sao cái video này nó không lên view. Và chính cái lúc mà mình phân tích đó, thì đó mới là cái lúc mà mình thật sự học. Còn thực hành bản thân nó chỉ cho mình trải nghiệm thôi. Còn khi mà các bạn có phân tích và có áp dụng phân tích của mình vào cái việc thực hành để mà tối ưu thì nó mới cho bạn kinh nghiệm nha. Trải nghiệm thôi là chưa đủ, phải từ trải nghiệm đó biến nó thành kinh nghiệm và từ kinh nghiệm biến thành cái sự hiểu biết thực sự của các bạn, thì cái đó nó mới là cái điều đúng đắn trong cái việc tự học của các bạn. Đó là quan điểm của mình. Lưu ý số 3 thì lúc nãy mình có nói rồi, cái chia sẻ, cái sự chia sẻ cái hiểu biết của các bạn, chia sẻ những nguyên tắc, những lý luận, những cái kiến thức của các bạn là cách tốt nhất để các bạn có thể sinh ra lợi nhuận trong cái việc tự học nha. Lúc nãy thì mình nói về cái việc chia sẻ giống như là cách để các bạn đóng gói lại cái sự hiểu biết của các bạn để các bạn hiểu sâu hơn, nhưng cái lưu ý này thì mình sẽ nói thêm một ý nữa, đó chính là khi mà các bạn chia sẻ cái sự hiểu biết, cái kiến thức mà mình đã tự học được á, nó sẽ giúp cho các bạn sinh ra lợi nhuận nha, sinh ra lợi nhuận luôn đó. Thì nó không phải là các bạn có kiến thức xong các bạn đi bán khóa học luôn nha, ý mình không phải nói vậy, nhưng ý của mình là nó giống như việc là khi mà các bạn muốn đi làm, các bạn muốn đi làm cho một công ty rất là tuyệt vời mà các bạn nghĩ là công ty đó thực sự tuyệt vời, mà mong muốn có cơ hội được làm việc trong công ty đó, thì các bạn cần phải show ra được các bạn có cái gì, đúng không? Các bạn cần phải show ra được các bạn có kiến thức gì, có kỹ năng gì, như thế nào. Thì trong lúc mà các bạn đi gặp những mối quan hệ của các bạn mà các bạn chia sẻ được kiến thức một cách khiêm tốn nhất có thể nha, thì có khi là người ta sẽ nhìn nhận được giá trị của các bạn và đôi khi là người ta sẽ cho bạn những cái mối quan hệ khác để các bạn có cái cơ hội được đi làm trong cái nơi mà các bạn muốn, hoặc là các bạn có cái cơ hội để được đi làm với một cái mức lương rất là cao, chẳng hạn là như vậy. Đó, thì còn lại thì khi mà các bạn có cái sự hiểu biết, các bạn chia sẻ xong thì tất nhiên là nếu các bạn lên trên YouTube các bạn chia sẻ giống như mình thì các bạn sẽ có được thương hiệu cá nhân, các bạn sẽ có được cái sự nhận biết, cái sự trân trọng của những cái người dùng mạng, và từ đó các bạn vẫn có thể có được cái lợi nhuận, có được cái tiền bạc, chẳng hạn là như vậy đi. Giống như là mô hình doanh nhân sáng tạo nội dung của mình thì mình cũng lấy cái việc chia sẻ sự hiểu biết, chia sẻ cái giá trị, chia sẻ những điều thú vị làm cái nền tảng cho cái việc là phát triển một cái tài sản dòng tiền bền vững gì đó. Cho nên cái này là một cái lưu ý đối với mình là rất quan trọng nha. Còn lại thì video đến đây nó cũng khá là dài rồi. Hy vọng là các bạn có thể nghe cái video này nó giống như là một cái podcast vậy đó. Mặc dù là mình nói chuyện nó không có được nó trầm tính hoặc là nó nhẹ nhàng lắm, mình nói chuyện nó hơi bị hùng hồn quá. Cho nên là ít nhất là nếu như mà có khuyết điểm thì các bạn bỏ qua cho mình. Còn lại thì mình sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.